Chào cả nhà, Nam đang trên đường ra sân bay nha. Như vậy là sau gần một tháng công tác bên Trung Quốc thì ngày hôm nay là Nam đang trở về nhà, trở về Việt Nam yêu dấu. Cả nhà có thấy không ạ? À? Mặc dù dài trên đường nhưng mà có đèn sẹt sẹt ở phía trên đúng không ạ? À? Thì đây là Nam đang đi dưới một cái đường hầm nha. Ở bên Trung Quốc thì cái gọi là về các đường xá, phương tiện công cộng của nó khá là hiện đại ha. Đó, thì Nam đang đi trong một cái đường hầm ở bên dưới. Thì cái đường hầm này nó dài tầm 10 đến 15 cây số ha. Khi mà mình chạy trong đây thì mình có thể chạy tốc độ khoảng 80 đến 90 cây số một giờ. Cả nhà thấy kinh khủng không ạ? Ok, đó nên Nam quay một tí để cho mình thấy cái sự hiện đại nha. Rồi, xíu nữa là Nam sẽ quay những cái cảnh sân bay nha. À, theo Nam đoán ở sân bay là nó sẽ có những cái về Noel rất là đẹp. Rồi, cả nhà cùng chào đón nha. Rồi, bây giờ Nam đang ở sân bay ha. Cả nhà thấy gì không ạ? À? Đấy, ở đây là nó có những cái chiếc xe để đưa mình đi ha. Tại vì sân bay đây là sân bay quốc tế, nó rất là lớn. Nó cần phải có cái xe để mà trung chuyển ha. Là từ cái nó có nhiều cái gọi là cái port á, cái đầu ra của cái những cái cổng sân bay đó, nên là phải có những cái xe để trung chuyển từ cổng này cổng dưới đó. Như chúng ta có thể thấy cái đường bên dưới ha, đó nó đi qua, nó giống như bên Tân Sơn Nhất mình có trạm của bay trong nước và bay quốc tế vậy đó. Mình chỉ đi một đoạn ngắn thôi, nhưng mà ở đây nó rất là lớn ha, cần phải có xe trung chuyển qua lại. Đấy, ngồi xe nhìn phong cảnh rất là thích ha. Đó, nó đi một đoạn dài như vậy đó. Đó, chúng ta có thể thấy một chiếc xe đi ngược chiều nè. Đấy, chúng ta thấy cái sân bay của nó lớn khủng khiếp ha. Đó, nên là sắp tới là thành phố định xây sân bay ở Long Thành là trở thành sân bay quốc tế là như vậy. Có thể mà mang một cái tầm vóc rất là lớn thì những cái nơi khác họ có thể bay đến, hoặc là cũng có thể trở thành một cái trạm để mà gọi là transit đó, thì những cái nước khác họ bay đến mình rồi sau đó họ mới bay đường dài được. Đây, cái nơi là đây. Rồi, xe chúng ta dừng lại nha. Đây, cả nhà thấy không ạ? À? Sân bay nó được trang trí rất là đẹp ha. Đó, nó có những cái sợi nó tua tua xuống này thì nó có ánh sáng. Thì này là Nam đang đi vào ban ngày nha. Chắc là Nam nghỉ buổi tối là những cái ánh sáng này nó tỏa xuống thì rất là đẹp ha. Đó, sân bay ở đây là sân bay ở Quảng Châu nha. Đây là sân bay quốc tế rất là lớn. Hầu như là những cái chuyến mà mình bay đều mình bay qua các tỉnh ở đây, hoặc là một số người họ bay về bên châu Âu á, họ cũng có thể là gọi là transit ở đây. Có nghĩa là mình đến đây và mình phải đáp xuống cái sân bay quốc tế này để chuyển máy bay qua được bên kia. Đó, bên hông đây thì nó có những cái trang trí rất là đẹp ha. Đó. Ồ, bức tranh rất là đẹp ha. Đấy, cả nhà thấy đẹp không ạ? À? Sáng lấp lánh ha. Rồi, bên bờ tường bên đây. Đó, mình có những cái chạm trổ, những cái bức tranh. Đẹp này. Cái này là máy bay bên sân bay Tân Sơn Nhất mình phải học hỏi để mình có thể trang trí nó có một cái nét đặc trưng ha, và thấy được những cái nét đẹp của văn hóa bên Việt Nam mình. Đấy, trang trí rất là đẹp đúng không cả nhà? Đó, đào nè, mai nè, đó những thứ mà Nam thấy rất là đơn giản nhưng nó mang lại cái sự đẹp tinh khiết cho cái sân bay. Rất nhiều công trình ha.
Thôi mà tôi coi. Rồi, còn ở đây là Nam đã check-in xong rồi nha. Rồi mình vào bên trong ha. Cả nhà thấy là cái còn đã có không khí Noel ở trong sân bay này đúng không ạ? Đây là những cái gian hàng mà nó bán cái đồ miễn thuế y chang như bên Việt Nam vậy á. Đó. Nhìn sáng đẹp lung linh ha. Đây là một cái quầy bán về rượu nè, Hennessy nè. Đó, đây là rượu Tây rất là nổi tiếng nha. Đấy, những cái trang trí và biểu tượng về Noel chúng ta cũng đã thấy ở đây rồi đó. Không khí đang rất là rộn ràng, chuẩn bị cho Noel sắp tới. Merry Christmas đó nha. Không biết ở Việt Nam mình bây giờ là như thế nào rồi nha. Không khí Noel, Nam thấy ở bên Trung Quốc này thì Noel người ta chuẩn bị rất là ít. Nó khác hẳn với Việt Nam ha. Việt Nam là cách khoảng 2 tuần là Nam đã thấy là rộn ràng rồi, đường phố đã treo đèn dân kín mít rồi. Đó. Nhưng mà sân bay ở đây thì nó cũng có những cái trang hoàng. Đây là sân bay quốc tế mà. Đấy. Dọc các hành lang cũng đã treo ha. Đó. Treo để cho chúng ta biết là Giáng sinh sắp đến rồi. Đó. Các nhà hàng miễn thuế ha. Đấy, không khí rất là nhộn nhịp. Nam đang rất là háo hức trở về Việt Nam đây. Đây có những cửa hàng trang trí theo phong cách truyền thống của Trung Quốc nè. Ồ, nhà hàng này thấy khá là đẹp ha. Còn thử rất là khá là bắt mắt nè. Nhìn thấy không? Đó là đồ thứ đồ lưu niệm mà ta có thể mua ở đây luôn. Ấm tách, chén. Đây. Các em bán hàng rất là xinh tươi nha. Rồi. Chắc là mình bước vào thử coi có gì trong đây không nhờ. Nhìn sơ qua thì thấy rất là đẹp đó. Đó. Đây là Nam bước vào cái tiệm đó nha. Ồ, đây nó có những cái linh vật nó làm từ gốm nè. Rất là tinh xảo ha. Cũng rất là tinh xảo cả nhà. Wow, nó ống ánh luôn. Đó, cái này nó giống như trong chén của Minh Long á. Nó có dạng như thế này ha. Ồ, rất là đẹp. Đấy, còn đây là những cái tượng gỗ nè. Ồ, đẹp ha. Phật Bà Quan Âm nè. Làm từ gốm. Đây có những bức tranh ha, bức tranh thêu. Ồ, đẹp thật đó chứ. Ở đây là một cái tiệm mà ngay ở sân bay thôi. Em thấy nó có rất là nhiều thứ. Ồ, đây là những cái bức tranh ha. Đấy, còn đây là những cái vật lưu niệm nè. Đẹp không cả nhà? Vật lưu niệm nó làm với cái chất lượng rất là tốt nha. Thấy rất là nhiều thứ ở đây. Cảm thấy chất lượng rất là tốt. Đây có bán cả áo nữa nè. Thấy những bức tranh treo rất là đẹp. Coi bên này có gì nha. À, những cái tượng mang lại cái sự may mắn tiền tài, chuẩn bị sang năm mới rồi mà. Đây, ồ, bên đây có những cái bộ cờ ha. Ồ, nó có hình người luôn nè. Hay à.
Đấy, rất là đẹp. À, đẹp không cả nhà, một cờ rất là đẹp. Wow, tuyệt vời, nhìn hoa mắt luôn á. Đó, đây là một cái bức tranh. Ồ, đẹp quá. Bên đây cũng những bức tượng, ồ, có cả Lý Tiểu Long đây. Huyền thoại võ thuật. Wow, có những cái quạt đẹp chưa kìa. Đẹp ha. Đây là những cái chén có bông hoa trong để trang trí rất là đẹp. Đó, ồ, những cái cuốn sổ về hình ảnh nè, rất là tinh tế ha. Và những con mèo nè, mèo nó gọi tiền vô á. Đấy, những cái đồ trang trí rất là đẹp. Tinh xảo rồi cả nhà. Đây là có những cái giống như nó có cái nam châm để mà mình hít vào trong tường á, nhìn rất là đẹp lung linh ha. Đây là chắc là chuông gió nè. Đây là chuông gió. Nói chung là những mặt hàng bán sân bay quốc tế nên là cái chất lượng làm của nó rất là cao, chứ không có phải là những cái loại mà rẻ tiền mang về dùng mấy ngày rồi bỏ đâu. Rất là đẹp ha, hình nổi 3D đàng hoàng đó, hình rất là sắc sảo. Rất là nhiều người đang mua đó, người nước ngoài nha. Đây là ví. Ở bên đây coi sao nè. Tượng đá nè, đẹp, trong đó làm đẹp đó. Hay những con mèo gọi tiền nè. Ồ, nó làm mập mập nhìn dễ thương ghê, rất là dễ thương đúng không cả nhà. Đấy, gọi tiền vào đấy, gọi khách vào đấy. Rồi bên ngoài đây thì có rượu nè. À, đây, rượu đây. Rồi những bộ ống trà nè, nhìn cũng rất là đẹp và tinh xảo ha. Bên Việt Nam mình về những cái gốm sứ này thì có Minh Long ha. Minh Long của mình làm rất là đẹp. Nhà khi nào mình có dịp mình xuống Bình Dương á, mình đi ngang gần chỗ V-Ship 1 á, nó có một cái chỗ trưng bày gốm sứ của Minh Long á, vô nó đẹp lung linh luôn. Đấy, đảo quanh vào ngoài ha. Đây, nước uống bình thường, nó chơi trẻ em. Đẹp không cả nhà, nó đẹp ha, đồ nó bán rất là phong phú. Đấy, cái tên cái tiệm đó nè. Rất đẹp. Rồi, mình đảo qua tiếp.
Sân bay rất là lớn ha, đây chỉ là một cái cụm nhỏ của nó thôi nha. Một cái cụm mà nó tới 4 5 cụm như thế này. Một cụm như thế này là nó bằng sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Do đó mà cái sân bay này mà người người ta mới transit đó. Khách đến đây rồi mình sẽ chuyển máy bay đường dài được. Đó, đây cũng có những cái tiệm này. Đó, đây những cái đồ gối giữa đầu rồi cái thứ linh tinh. Còn bên đây bán đồng hồ nè. Kính nè. Kính mắt của Gucci nè. Hàng miễn thuế ở đây thì là nó là hàng hàng chính hãng hết trơn đó, mình đừng có lo là hàng dởm. Vì đây là cái sân bay quốc tế, lại nó đặt nó bán trong này thì đương nhiên là nó đều là hàng đã qua kiểm định rất là kỹ. Ồ, bên kia có mà mắc cà phê kìa, mắc của McDonald's đấy. Quà anh nghĩa cái rồi sao, cũng có nhiều người ngồi ăn ghê chứ. Tiệm là thiết kế đơn giản mà đẹp hết cả nhà. Đây, đây là một số món nha, 40 mấy, 30 mấy, cánh gà kìa, 34 kìa, rẻ nhất đó, khá là đắt. Đấy, các đầu bếp cũng nấu ăn rất là khí thế. Đây, đây là giá nha. Đó, đủ thứ món hết trơn đó chứ. Nhìn khá là hấp dẫn. Rồi, như vậy là Nam đã giới thiệu một vòng cho cả nhà thấy Noel tại sân bay ha. Chúc cả nhà ở Việt Nam mình có một Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.